Xin chào, Cộng hòa Vanuatu là đảo quốc gồm quần đảo vùng Melanesia, Tây Nam Thái Bình Dương. Quần đảo này nằm phía đông Úc cách 1.750 km, phía đông bắc Nouvelle Caledonie cách 500 km, phía tây Fiji, và phía nam quần đảo Solomon. Vanuatu nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới, thời tiết ôn hòa nhờ gió mậu dịch thổi theo hướng đông nam. Mùa khô từ tháng 5 đến tháng 10, mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4, lượng mưa trung bình tương đối cao. Trước năm 1980, Vanuatu có tên là Tân Hebride thuộc sự đồng trị của cả hai nước Anh và Pháp. Người Việt thời đó gọi Vanuatu là Tân Đảo vì thực dân Pháp thường mộ phu chân đang ở Đông Dương để đi khai phá và canh tác đồn điền ở đó. Nhiều người cũng gọi gộp hai quần đảo Nouvelle Caledonie và New Hebride này là Tân Đảo. Vanuatu có nền kinh tế còn chưa phát triển, chủ yếu là nông nghiệp với quy mô nhỏ, công nghiệp còn khiêm tốn, ngoài ra còn một số ngành khác như đánh bắt hải sản, khai khoáng và du lịch. Tốc độ tăng GDP trung bình khoảng 2,9%. Vanuatu nhập khẩu nhiều máy móc, phương tiện vận tải, thực phẩm, dầu mỏ, hóa chất trong khi xuất khẩu khiêm tốn chủ yếu là cùi dừa, cacao, thịt bò, gỗ. Bạn hàng và cũng là nước cung cấp viện trợ chính là Úc, Anh, Pháp, Liên minh châu Âu, EU, Nhật Bản, New Zealand. Nhập khẩu của Vanuatu từ Úc chiếm khoảng 40% đến 50%, New Zealand 11%, Nouvelle Caledonie 8%, Nhật 10%, Fiji và Pháp 6%. Thu nhập bình quân đầu người của Vanuatu đạt 2.442 đô la Mỹ năm 2008, số liệu của IMF. Video đến đây là hết, đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.